Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Video ngày hôm nay Hoài sẽ giới thiệu đến anh chị một cái hệ thống giao dịch lướt sóng ngắn hay còn gọi là scalping với đường trung bình, và cái hệ thống này có thể kiếm lợi nhuận đều đặn mỗi tuần. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm, bấm vào link phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để tham gia vào cái kênh Telegram của Hoài nha. Trong kênh Telegram này Hoài chia sẻ rất là nhiều những cái tín hiệu giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian thấp. Nói tín hiệu thì không phải là chính xác lắm, mà chỉ mang tính chất là định hướng giao dịch thôi nha anh chị, không phải tín hiệu giao dịch. Và ngoài ra Hoài còn chia sẻ những cái tài liệu trading, những cái slide, và quan trọng hơn là cái slide của chính bài giảng ngày hôm nay, slide của hệ thống giao dịch scalping trên khung thời gian 5 phút trong cái video này, thì anh chị có thể bấm vào cái kênh này để download nha. Chúng ta cùng quay trở lại cái video của chúng ta ngày hôm nay. Ok, Hoài nghĩ là trên kênh của Hoài có khá là nhiều anh chị đang quan tâm tới cái trường phái giao dịch là lướt sóng ngắn, thể hiện qua cái việc là những cái video mà Hoài live trade trên khung thời gian 5 phút á, với Bobman Production thì lại được cái lượt view rất là cao. Và ngay cả trong những học viên của khóa học của Hoài thì cũng có những anh chị rất là ưa thích giao dịch lướt sóng ngắn, thậm chí có những anh chị thích khung thấp như là khung 1 phút. Đấy, thì cái việc lướt sóng ngắn nó hay ở cái chỗ là anh chị có thể kiếm một khoản lợi nhuận đều đặn, thậm chí là đều đặn mỗi tuần, bởi vì chúng ta ra vào lệnh rất là nhiều trên một cái khung thời gian thấp, và với cái số lượng lệnh nhiều á, số lượng lệnh lớn trên mỗi tuần á, thì cái nguyên tắc xác suất nó được thể hiện rất là rõ ràng. Cho nên là cái khả năng kiếm lợi nhuận đều đặn mỗi tuần là nó đến từ cái việc là mình trade nhiều lệnh và mình để cho cái xác suất nó được thể hiện, để cho cái lợi thế của mình được thể hiện, và quan trọng là nếu mình có lợi thế nha. Còn với những anh chị trade trên khung thời gian lớn hơn như Hoài, khung thời gian H4 và D1 chẳng hạn, thì mỗi tuần nhiều khi chỉ có 2-3 lệnh thôi. Và nếu mà chỉ có 2-3 lệnh thì cái xác suất nó chưa đủ cái số lượng, chưa đủ cái số lượng để mà nó thể hiện ra một cái lợi thế. Cho nên là cái lợi nhuận phải tính theo tháng, hoặc thậm chí là tính theo quý hoặc là theo năm nó mới bắt đầu có lợi nhuận. Đấy, còn với khung thấp thì mình có thể có lợi nhuận đều đặn mỗi tuần luôn. Thì mình nói đi sơ qua chút xíu về cái tác giả và lợi thế của hệ thống giao dịch lướt sóng ngắn này. Đây là một hệ thống rất là đơn giản, anh chị không cần phân tích pattern gì cả, không cần nhận định xu hướng thị trường gì hết. Nó chỉ là đơn giản là sử dụng đường trung bình EMA mà thôi. Đây là tác giả của hệ thống giao dịch của chúng ta ngày hôm nay, đó là Andrew Lockwood. Ông này là một trader chuyên nghiệp nha anh chị, là một forex trader chuyên nghiệp có 30 năm kinh nghiệm giao dịch forex bằng phương pháp scalping là lướt sóng ngắn, và bản thân ổng cũng đã đào tạo hàng ngàn học viên trở thành các trader chuyên nghiệp luôn. Đấy, thì mình nói sơ qua về tác giả của hệ thống, thì tức là cái hệ thống này phải có tác giả, bất kỳ cái hệ thống giao dịch nào cũng phải có tác giả hết. Hoài không bao giờ Hoài tự sáng chế ra một cái hệ thống nào mà vô danh mà Hoài giới thiệu cho anh chị. Tất cả những hệ thống đều có tác giả và đã được chứng thực là có lợi thế trong dài hạn rồi. Đấy, cái nguyên lý của hệ thống này đơn giản lắm anh chị. Đấy, ông Andrew Lockwood này ổng sẽ sử dụng cái khung thời gian lớn là khung thời gian H1 để đi theo cái con trend của khung thời gian lớn, để mục đích là có những cái lệnh thắng lớn. Bởi vì những cái lệnh thắng lớn là chỉ có thể đạt được khi mà mình đi theo cái khung thời gian, một cái xu hướng trên khung thời gian lớn mà thôi. Anh chị tưởng tượng giống như là một cái dòng suối lớn á, mà nó có những cái nhánh suối nhỏ, thì cái khung thời gian lớn chính là cái dòng suối lớn. Nếu mình đi theo cái dòng suối lớn thì mà mình tìm cái điểm entry trên khung thời gian thấp thì mình dễ được cái dòng suối nó cuốn mình đi hơn, dễ dàng hơn là mình cố gắng mình đi ngược. Và thay vì mình ổng tìm điểm entry trên khung thời gian lớn với cái stop loss rộng quá, thì ổng sẽ tìm điểm entry chính xác trên khung thời gian thấp là khung M5 để chi, để có một cái khoảng stop loss chặt. Và nếu mà cái khoảng stop loss chặt về dài hạn, nó sẽ tạo ra những cái khoảng lỗ nhỏ. Đấy, như vậy cái nguyên tắc ổng đạt được đó chính là big win và small loss, kết hợp hai cái này lại để tạo ra lợi nhuận lớn. Đấy, cái nguyên tắc big win small loss là Hoài đã nói nhiều lần rồi. Đấy, thì ổng sẽ đi theo cái con trend trên khung thời gian H1 và tìm điểm entry trên khung thời gian M5 theo cái phương thức nào, đó là bắt cái con sóng kéo ngược. Ví dụ một cái con sóng như thế này, một cái xu hướng như thế này. Đấy, thì thị trường nó sẽ không tăng một lèo từ trên xuống dưới, mà nó sẽ có những cái con sóng kéo ngược lại. Đấy, những cái lúc mà nó kéo ngược lại như thế này nè, thì ông sẽ tìm cái điểm chính xác, cái điểm bắt cái con sóng kéo ngược này để ăn cái con sóng tiếp theo. Đấy, bắt cái con sóng kéo ngược và ăn cái con sóng tiếp theo, và sẽ trailing stop cho tới khi nào mà cái con sóng đảo chiều. Đấy, cứ trailing stop lên cho tới khi nào nó đảo chiều. Rồi, ok. Khi mà H1 khung thời gian lớn không có xu hướng thì ông sẽ đứng ngoài, hoặc là khi mà
những cái con sóng kéo ngược trên khung thời gian M15 quá mạnh đó, cho thấy cái dấu hiệu khả năng là xu hướng nó đảo chiều thì ông sẽ đứng ngoài. Ví dụ như có những xu hướng mà nó có những con sóng kéo ngược nó quá mạnh như thế này, mặc dù ở đây vẫn là xu hướng tăng, anh chị thấy không ạ? Mặc dù ở đây vẫn là xu hướng tăng nhưng mà cái con sóng kéo ngược này nó quá sâu, đấy, con sóng kéo ngược nó quá mạnh, nó có khả năng là nó đe dọa cái xu hướng này, có khả năng đảo chiều thì ông sẽ đứng ngoài, ông sẽ không trade những con sóng kéo ngược này, ông chỉ trade những con sóng kéo ngược lành mạnh nhẹ nhàng để đi theo xu hướng mà thôi. Đấy, đơn giản ha. Cái hệ thống này sẽ áp dụng trên mọi cặp tiền trên thị trường Forex, và hai cái khung thời gian mà chúng ta đã nói chính là H1 và M5, lợi nhuận có thể kiếm được đều đặn mỗi tuần này, mỗi tuần nếu mà chúng ta tuân thủ theo đúng tất cả những nguyên tắc và chúng ta áp dụng nguyên tắc quản lý vốn. Ok, chúng ta cùng đi vào cái nguyên tắc vào lệnh và thoát lệnh của hệ thống này nha. Nguyên tắc vào lệnh đơn giản lắm anh chị. Chúng ta đã nói là chúng ta sẽ đi theo cái con trend trên khung thời gian lớn. Như vậy điều nguyên tắc đầu tiên là cái khung thời gian lớn nó phải có trend, cái đạt nó phải có xu hướng. Nguyên tắc vào lệnh mua nè, tức là H1 có uptrend. Ổng định nghĩa cái uptrend trên khung thời gian H1 bằng cách là giá đóng cửa phía trên EMA 8 và đường EMA 8 nằm trên EMA 21. Đơn giản như vậy thôi. Như vậy mình thấy giá nó nằm trên đường EMA 8 và đường EMA 8 nằm trên đường EMA 21. Nó tạo ra một cái lớp gồm 3 lớp. Giá nằm trên cùng, rồi tới EMA 8, rồi tới EMA 21. Nó tạo ra một cái lớp như thế này cho thấy là thị trường đang có uptrend. Đấy, ví dụ như trong cái minh họa nha, anh chị nhìn bên tay phải ha, bên tay phải trên khung thời gian H1, khung hình H1 mình thấy là giá nè, những thanh nến á, nó nằm bên trên đường EMA 8. EMA 8 là một đường màu đỏ nè, và đường EMA 8 nó đang nằm trên đường EMA 21, đường màu xanh xanh dương ha. Như vậy ở đây đang có một uptrend rõ ràng ha. Ok, tiếp theo là trên khung M5 cũng phải có uptrend nữa đấy, bởi vì H1 có uptrend nhưng mà đôi khi khung thời gian thấp á, nó không có một cái uptrend, nó đang một trong một cái downtrend chẳng hạn, hoặc là đang đi ngang chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đứng ngoài. Thì ông định nghĩa kết một cái xu hướng tăng trên khung thời gian M5 bằng cách là giá nó phải nằm bên trên EMA 8, phải nằm bên trên EMA 13 và phải nằm bên trên EMA 21 luôn. Đấy, tức là nó tạo ra tới 4 lớp và nó thể hiện qua trên biểu đồ đó là ba cái đường EMA này đang tách nhau ra và cùng nhau hướng lên, nó giống như một cái quạt hướng lên vậy đó. Đấy, chúng ta cùng xem minh họa ha. Đây, chúng ta nhìn sang cái khung thời gian M5 bên tay trái nè, bên phải là khung H1 và bên trái là khung M5 nha. Lúc này mình thấy giá nè, nó đang nằm bên trên EMA 8 là đường đỏ, nằm bên trên EMA 13 đường xanh lá cây, và nằm bên trên EMA 21 đường xanh dương. Và mình thấy ba cái đường này nó đang tách nhau ra, nó đang chĩa nhau ra, mỗi đường một hướng, nó đang tẻ ra và cả ba đều đang hướng lên. Như vậy đã thỏa điều kiện xu hướng tăng trên khung thời gian thấp. Đơn giản anh chị. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái con sóng pullback, con sóng kéo ngược bằng cách là xác định một nến chạm vào EMA 8 nhưng đóng cửa bên trên. Bởi vì nếu mà nó đóng cửa bên dưới thì cái con sóng kéo ngược này nó quá mạnh. Ông sẽ chỉ trade những con sóng kéo ngược mà nó vừa đủ nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi để mà có thể trade đảo chiều nó dễ hơn. Đây, ví dụ như tại thời điểm này mình thấy giá nó kéo ngược về ha. Chỗ này nó đang kéo ngược về nè. Đấy, mình thấy cái nến này nó chạm vào đường EMA 8 nhưng đóng cửa bên phía trên. Như vậy cái nến này chính là nến tín hiệu. Xác định đây chính là nến tín hiệu. Đơn giản. Mình sẽ vào lệnh như thế nào? Khi có nến tín hiệu xong rồi, mình sẽ đặt một lệnh buy stop cách 3 pip trên đỉnh cao nhất trong 5 nến gần nhất. 3 pip này là lấy ví dụ minh họa thôi. Sẽ có những trường hợp là nó rất là ngắn, cho nên mình hoài nói một cách tương đối là mình đặt phía trên một chút xíu. Phía trên một chút xíu. Trên đỉnh cao nhất trong 5 nến gần nhất. Mình đếm ha, đếm đến ha. Rồi, nến tín hiệu là nến hiện tại là nến màu xanh lá cây nè. Bắt đầu mình mới đếm ngược lại nè. Nè, 1 nè, 2 nè, đúng không? 3, 4, 4 nè. Ok, và đây là 5. Đúng không? 5. Như vậy trong 5 nến này, cái đỉnh nào là đỉnh cao nhất trong 5 nến này? Đấy là cái đỉnh số 3, đúng không? Thì như vậy mình sẽ đặt một cái lệnh buy stop phía trên đỉnh số 3 này. Đấy, đây chính là một lệnh buy của chúng ta. Cái đường màu xanh, đường đứt nét đứt ha, là bài của chúng ta nằm đây. Ok, stop loss mình đặt ở đâu? Stop loss mình đặt cách 3 pip dưới đáy nến tín hiệu. 3 pip này mang tính chất tương đối thôi. Sẽ có những cái thị trường mà 3 pip nó rất là bé, còn sẽ có những thị trường 3 pip nó rất là dài. Nó tùy vào cái độ biến động của thị trường. Phải lấy cái con số này là mang tính chất tương đối. Như vậy mình đặt stop loss dưới đáy nến tín hiệu một khoảng vừa phải, nhỏ. Rồi, buy stop tại đây thì stop loss mình đặt một khoảng dưới đáy nến tín hiệu là stop loss mình đặt dưới đường này. Như vậy buy stop đặt phải phía trên này. Đấy, stop loss đặt đây.
Rồi xong như vậy mình sẽ đợi, nếu giá nó break lên trên thì lệnh của mình khớp, nếu mà giá nó xuyên thủng xuống dưới, nó chưa khớp lại mà nó xuyên thủng xuống dưới thì mình sẽ hủy lệnh, bởi vì lúc đó kèo nó không còn hợp lệ nữa. Đơn giản ha anh chị. Ok, đó là nguyên tắc vào lệnh buy. Nguyên tắc sell thì nó cũng tương tự và nó ngược lại thôi. Xu hướng trên khung thời gian H1 là downtrend. Downtrend tức là giá nó nằm bên dưới đường EMA8 và nằm bên dưới đường EMA21 luôn. Đấy, trong trường hợp bên tay phải nè, mình thấy giá ha, giá nhìn bên phải nè anh chị, nằm bên dưới đường EMA8 và đường EMA8 nằm bên dưới EMA21. Đấy, nó phải xếp theo lớp lớp từng lớp như vậy, nó rõ ràng nó không có được đan xen lại với nhau. Nếu mà đan xen thì rõ ràng là cái xu hướng nó không phải là rõ ràng là giảm, mà nó chỉ mang tính chất là đi ngang mà thôi. Đấy. Ok. M5 có downtrend là giá nằm dưới EMA8, nằm dưới EMA13 và nằm dưới EMA21, nó tương tự với cái trường hợp là trường hợp xu hướng tăng, trường hợp mua. Lúc này mình thấy giá nằm dưới EMA8, nằm dưới EMA13 và cả nằm dưới EMA21, và cả ba cái đường này đều tách nhau ra và nó đang cùng nhau nó hướng xuống. Như vậy thỏa mãn điều kiện. Cách vào lệnh cũng tương tự như vậy thôi, chúng ta sẽ đợi một thanh nến chạm vào đường EMA8 nhưng mà đóng cửa phía dưới. À, trong trường hợp này là vẽ như vậy là hơi sai nè. Vẽ như vậy nếu là cái đuôi thì chính xác hơn ha. À, ví dụ hồi là vẽ một thanh nến như thế này. Đây. Chỉ là cái đuôi thôi. Đó, hình dung ha. Nó chạm vào cái đuôi vào EMA8 nhưng mà đóng cửa ngay phía dưới. Nên là nến giảm đi. Nến này nến giảm. Và đóng cửa phía dưới này. Thì đây chính là nến tín hiệu. Bởi vì nếu mà nó đóng cửa phía trên, tức là nến này không phải nến tín hiệu vì con sóng kéo ngược nó quá mạnh rồi, mình sẽ đợi nến khác đóng cửa phía dưới nên nến tín hiệu. Thì mình sẽ đặt sell stop như thế nào anh chị nhớ không ạ? Mình đặt mình đếm 5 nến gần nhất, 5 nến lần gần nhất trước đó. Nến này 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đúng rồi, 4 nè và đây là 5. Đây 5. Thì đâu đáy nến nào là đáy thấp nhất, chính là đáy nến số 3. Mình đặt sell stop dưới đáy nến số 3 một khoảng. Đơn giản như vậy thôi. Và stop loss mình đặt ngay phía trên đỉnh nến tín hiệu một khoảng nhỏ. Như vậy stop loss mình phải đặt ngay phía trên như vậy. Đấy, như vậy xong lệnh. Nếu mà giá rớt xuống, break xuống, khớp lệnh thì mình sẽ giữ lệnh. Và nếu mà giá nó không có break xuống mà nó break ngược lên trên chẳng hạn thì mình sẽ hủy lệnh. Anh chị nhớ ha. Ok, như vậy là xong cái nguyên tắc vào lệnh của mình rồi. Giờ mình đi tới cái nguyên tắc thoát lệnh. Đó chính là đầu tiên là nguyên tắc thoát lệnh mua. Có lệnh mua. Mình sẽ đặt sẵn TP, tức là chốt lời nửa vị thế, 50% vị thế tại điểm là 1R lợi nhuận. Và khi mà giá chạm vào cái điểm chốt lời đầu tiên này, TP 1 này, thì mình sẽ dời stop loss của 50% vị thế còn lại về hòa vốn. Đấy. Trong trường hợp mua ha, ví dụ bên tay trái là mình đã vào một lệnh mua rồi, giá khớp lệnh rồi, thì khi giá chạm vào TP 1 của chúng ta là nằm quanh khu vực này. Đấy, chỗ này là TP 1 nè anh chị. Chốt lời được 1R thì ngay lập tức cái stop loss ban đầu mình sẽ dời lên trên mức hòa vốn để mình bảo vệ cái lệnh. Và khi hòa dời lên hòa vốn thì hòa sẽ không dời chính xác ngoài hòa vốn, hòa sẽ dời lên phía trên một chút xíu để mình trừ đi phí và hoa hồng, trừ đi spread và hoa hồng các kiểu để cho mình không có bị lỗ miếng nào hết. Rồi như vậy khi mà giá chạm vào mức TP1 mình dời stop loss về hòa vốn rồi, về cơ bản cái trade nó không còn rủi ro nữa, nó trở thành một risk free trade. Khi mà mình đạt tới cái trạng thái này thì cái trade nó chỉ là có nhiều lợi nhuận hơn hoặc là hòa vốn mà thôi, chứ không có lỗ nữa nha anh chị. Đây là cái trade, một cái game mà ai cũng muốn chơi, bởi vì chỉ thắng hoặc là hòa vốn thôi chứ không có thua nữa. Ok, sau khi mình TP1 rồi thì mình cái phần nửa lệnh còn lại mình có hai cách xử lý. Mình vẫn còn đang giữ nửa vị thế, nửa lệnh, thì cách một mình sẽ take profit cái phần lệnh đó tại ngay cái mức là 2R. Mình đặt sẵn cái TP số 2 luôn, đặt TP số 2 tại đây luôn. Thì khi giá nó tăng lên tới TP số 2 là mình sẽ chốt lệnh và mình không có quan tâm nữa, chốt 100% vị thế. Còn cách thứ hai là cách hoại thích hơn nè, để mình lướt cái con sóng dài, lướt nguyên con sóng dài luôn. Mình sẽ trailing stop liên tục bằng cách dời stop loss đến đáy thấp nhất của ba nến gần nhất. Anh chị nhớ ha, đáy thấp nhất của ba nến gần nhất. Mình cũng đếm, nguyên tắc đếm tương tự như là cái lúc mình vào lệnh thôi. Lúc mình vào lệnh thì mình đếm 5 nến, 1, 2, 3, 4, 5. Thấy đỉnh nào cao nhất thì mình đặt buy stop. Còn bây giờ trailing stop, dời stop loss thì mình đếm nến hiện tại bỏ. Mình đếm nến 1, 2, 3, 4, 5 liền trước á. À, đếm 3 nến thôi, 1, 2, 3. Thì đáy nến nào thấp nhất mình dời stop loss lên cái đáy nến đó. Tí nữa hỏi sẽ ví dụ cho anh chị xem.
Rồi trường hợp buy trade này, nếu cách một là anh chị chốt lời tại đây là xong, mình exit tại chỗ này. Exit tại chỗ này không có gì để nói ha. Nhưng cái cách số 2 trailing stop như thế nào? Trailing stop nè. Ví dụ như tại thời điểm này, mình đã đóng cái nửa vị thế đầu tiên rồi, tại TP1 rồi, và mình giờ stop loss và hòa vốn rồi, và giá nó chạy tới đây thì mình đếm nến nè, 1 nè, 2 nè, 3 nến. Đếm 3 nến thôi nha, chứ không cần đến 5 nến, 3 nến thôi. Và anh chị thấy cái đáy nến nào là thấp nhất là nến số 2, thì mình dời stop loss lên trên cái đáy nến số 2 này. Đấy, đơn giản thôi. Tiếp theo, ngay tại cái nến này mình chưa cần để ý nha, nến này chưa cần để ý. Lúc này tại thời điểm này, tại thời điểm mà hồi đánh dấu sao này nè, dấu cộng này đi ha. Nến tại thời điểm đánh dấu cộng, mình đếm 1, 2, 3. Đấy. Thì đáy nến nào thấp nhất trong ba nến này chính là đáy nến số 3, mình dời stop loss lên đáy nến số 3. Và tới cái nến này nó break xuống thì là cái stop loss của mình được khớp. Thì mình cũng áp dụng ngược lại tương tự đối với cái cách exit với lệnh sell mà thôi. Đơn giản ha anh chị. Rồi bây giờ mình cùng đi vào cái ví dụ thực chiến nha, trên cái biểu đồ. Ok, tại cái thời điểm này nha, trên khung thời gian H1 nha anh chị, họ chọn cái cặp tiền rất là quen thuộc, đó là EURUSD. Bởi vì EURUSD là cái cặp tiền mà có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, cũng là cái cặp tiền mà sư phụ Bob Foreman của chúng ta chọn để mà trade lướt sóng trên khung thời gian 5 phút. Bây giờ họ cũng chọn cặp tiền này luôn cho nó an hòa, ung hòa. Rồi tại thời điểm này, anh chị thấy trên khung H1 á, là mình không có cần mở EMA 13 nha, họ chỉ cần mở EMA 8 và 21 mà thôi. 8 là đường màu đỏ nè, 21 là đường màu xanh nè, và 13 là đường màu xanh lá cây. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không sử dụng đường 13 trên khung thời gian H1, mình tắt nó đi. Rồi lúc này mình đánh giá ngay tại thời điểm này, giá đóng cửa phía trên EMA 8 và EMA 8 nằm trên EMA 21, như vậy thỏa điều kiện uptrend trên khung thời gian H1. Mình bắt đầu phóng vào khung thời gian 5 phút. Đây, kéo lên ha, cho nó rộng rãi xíu. Rồi lúc này mình phải mở thêm EMA 13 nữa, để vì ở đây mình cần tới 3 đường. Đấy, chị nhớ lại cái nguyên tắc vào lệnh, trên khung thời gian thấp mình phải cần tới 3 đường, và hai điều kiện thỏa mãn uptrend trên khung thời gian 1 năm là gì? Đó là giá nằm trên EMA 8, nằm trên EMA 13 và nằm trên EMA 21 luôn. Giờ lúc này thỏa mãn chưa ạ? Thỏa mãn rồi ha, mình thấy giá nè, nằm trên 8 nè, đường 8, nằm trên đường 13, nằm trên đường 21, và ba đường đang tách nhau ra và nó đang hướng lên. Thì chàng luôn, thỏa mãn điều kiện. Giờ mình chỉ cần đợi một thanh nến tín hiệu mà thôi là mình có thể đặt lệnh được rồi. Nến tín hiệu là nến kéo ngược chạm vào đường EMA 8, tức là chạm vào đường màu đỏ đó, nhưng mà phải đóng cửa phía trên nha. Rồi mình cho nó giá chạy đi. Rồi, mình thấy tại thời điểm này như thế nào ạ? Nến này chính là chạm vào đường EMA 8 luôn, thậm chí cái đuôi nó xuyên qua tới EMA 13 luôn, và nó đóng cửa phía trên. Như vậy nến này là thỏa mãn điều kiện, thỏa mãn điều kiện nến tín hiệu. Mình đánh dấu cái nến này bằng cái mũi tên đi, cái mũi tên tăng. Rồi mình đặt lệnh như thế nào anh chị nhớ lại ha. Mình đếm nến, đếm 5 nến liền trước xem cho nến nào là đỉnh cao nhất thì mình đặt buy stop phía trên đỉnh đó. Mình đếm nè, nến hiện tại bỏ ha, nến trước nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Vậy chứ đỉnh nào là cao nhất ạ? Chính là cái đỉnh trên này đúng không ạ? Đỉnh phía trên này. Như vậy mình sẽ đặt buy stop phía trên đỉnh này, cách một khoảng thôi, cách một khoảng. Rồi. Stop loss mình đặt dưới đáy nến tín hiệu một chút xíu. Dưới đây. Ok, như vậy là xong, cách đặt lệnh của chúng ta là xong. Rồi mình đặt cho nến chạy ha. Rồi như vậy kèo này của Hoài là bị stop loss. Không sao, mình cứ tiếp tục trade. Bởi vì stop loss là chuyện bình thường, mà đây mình scalping thì anh chị phải chấp nhận cái việc là mình bị stop loss hơi bị nhiều. Vì mình trade nhiều lệnh thì chắc chắn sẽ có những lệnh bị stop loss. Ok, kèo này mình bị stop loss ha. Rồi ngay tại cái nến này ha, ngay tại cái nến này mình thấy cũng đây cũng là một nến tín hiệu luôn. Vì sao anh chị thấy không ạ? Vì mình thấy là cái thanh nến này nó đâm xuyên vào EMA 8 và đóng cửa phía trên. Như vậy đây cũng là một nến tín hiệu. Đã dấu nến này để tín hiệu. Bắt đầu đếm nến ngược về phía trước, nến đầu tiên bỏ. Nến là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy đây chính là đỉnh cao nhất, mình đặt buy stop phía trên đỉnh cao nhất một khoảng ha. Đấy. Dừng lỗ mình đặt dưới đáy nến tín hiệu. Lúc này Hoài nghĩ là trên khung thời gian H1 nó vẫn chưa thay đổi mấy đâu, tại vì nó chỉ mới nhảy chút xíu thôi, nó mới nhảy có 3 nến thôi, 2 nến thôi. Ok, rồi mình đặt để cho nến chạy ha. Đấy. Mình đặt sẵn TP1R đầu tiên.
Đây, chính là TP1R. Như vậy tại thời điểm này mình thấy TP1R của chúng ta, TP1 đã khớp rồi, thì ngay lập tức anh chị phải dời cái stop loss ban đầu về hòa vốn cho cái 50% lệnh còn lại. Bởi vì cái TP1 này là mình chỉ có chốt nửa lệnh thôi, còn nửa lệnh còn lại là anh chị phải dời về hòa vốn. À, đơn giản ha anh chị. Ok, tiếp theo mình cứ cho nó chạy tiếp thôi. Rồi, tới thời điểm này mình bắt đầu đếm nến nè. Mình bắt đầu đếm nến xem là đáy nến, đáy thấp nhất của ba nến gần nhất là gì. Nến hiện tại bỏ mình đếm 1 2 3 thì chưa có gì thay đổi cả, bởi vì mình đã dời về hòa vốn rồi. Tiếp theo. Ok, đếm tiếp ha. 1 2 3 thì giờ tới đây thì, nhưng mà không có ý nghĩa bởi vì mình đã dời cao hơn rồi, chưa có gì thay đổi cả. Tiếp tục. Đó, bắt đầu đếm tiếp nè. 1 2 3. Rồi mình thấy cái nến này chính là đáy thấp nhất trong ba nến gần nhất ha. Như vậy mình dời stop loss lên trên đến nến này. À, anh chị theo kịp không ạ? Anh chị theo kịp không ạ? Đơn giản ha. Tiếp, cứ mỗi nến chạy qua là mình cứ đếm ngược về ba nến. 1 2 3. Rồi nến này chính là đáy nến thấp nhất nè. Rồi giờ stop loss lên. Đấy. Đơn giản vậy thôi. Tiếp, đếm tiếp. 1 2 3. À, rồi, đây chính là đáy nến thấp nhất. Đáy thấp nhất của nến trong ba nến gần nhất. Giờ lên tiếp. Tiếp. Đấy. Đếm luôn. 1. Nến hiện tại là bỏ nha. Mình đếm nến liền trước. 1, 2, 3. Rồi giờ lên tới đây. Quá đơn giản đúng không ạ? Rồi đếm nè. 1, 2, 3. Đáy thấp nhất là nến pin 3 chính giữa nè. Giờ stop loss lên. Rồi, tới đây là cái kèo của mình kết thúc. À, với cái khoản lợi nhuận của 50% lệnh đầu tiên là 1R và 50% lệnh thứ hai là hình như là 0.8R ha. Đây, 0.82R. Như vậy cũng rất là tốt rồi đúng không ạ? Ok, mình cứ để cái lệnh này ở đây đi. Rồi. Mình cứ tiếp tục mình ray tiếp thôi. Trên khung tiền H1 lúc này vẫn còn thỏa mãn chưa ạ? Vẫn còn thỏa mãn bởi vì giá nè vẫn còn nằm trên đường EMA 8, nằm trên EMA 21, đường 13 mình không cần quan tâm. Rào phóng vào khung M5. Đấy. Anh chị thấy nến hiện tại có phải nến tín hiệu không ạ? Đấy. Nến hiện tại chính xác là một nến tín hiệu, bởi vì mình thấy cái lúc này cái con trend trên khung thời gian M5 rất là rõ ràng rồi, bởi vì mình thấy là giá nằm trên EMA 8, nằm trên EMA 13 và nằm trên EMA 21 luôn. Và ba cái đường EMA này đều đang tách nhau ra và đều đang hướng lên. Hiện tại mình có một nến kéo ngược chạm vào đường EMA 8 và đóng cửa phía trên. Như vậy đây chính là nến tín hiệu của một cái kèo tiếp theo. Đấy, đánh dấu đây chính là một kèo luôn. Miễn sao nó thỏa mãn điều kiện thôi là mình cứ dứt thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tiếp đặt lệnh ha. Rồi bắt đầu đếm nến nè. Nến hiện tại bỏ, đếm 5 nến liền trước. 1, 2, 3, 4, 5. Đỉnh nào cao nhất? Phía trên đỉnh này đúng không ạ? Mình đặt buy stop phía trên đỉnh này. Dừng lỗ mình đặt dưới đáy nến tín hiệu. Đó, chỉnh nó ra xíu đi. Rồi, rất là đơn giản vậy thôi. Tiếp. Như vậy giá nó xuyên thủng. Xuyên thủng thì mình hủy kèo thôi. Bởi vì nó không có break lên, là cái kèo này không còn phù hợp nữa. Cứ đợi tiếp ha. Xóa cái này luôn. Chưa thỏa mãn. Mình cần giá nó phải nằm bên trên cả ba đường. Lúc này giá bắt đầu nằm bên trên cả ba đường nè. Đấy, rồi mình chờ đến hồi về chạm vào. Chưa được ha. Chưa được luôn, bởi vì nó chưa chạm vào. Đấy, tới đây là được nè. Vì anh chị thấy sao ạ? Nến này chính là cái nến mà chạm vào đuôi EMA 8 và đóng cửa phía trên. Mình như vậy đây là một cái nến tín hiệu phù hợp, mình đặt một cái dấu mũi tên. Đấy. Rồi bắt đầu đếm nến, 5 nến liền trước. Nến hiện tại bỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Đỉnh cao nhất trong 5 nến liền trước chính là cái đỉnh của nến chính giữa này. Nhưng mà do cái đỉnh của nến chính giữa này nó thấp hơn đỉnh của nến hiện tại, cho nên mình đặt buy stop phía trên đỉnh nến hiện tại. Đấy, phía trên đỉnh hiện tại. Rồi dừng lỗ mình phía dưới đáy nến hiện tại thôi, không cần phải đặt xa hơn. Ok, xong. Cho nó chạy thôi. À quên, TP mình phải đặt khoảng 1R. Rồi, đúng chính xác 1R là ngay tại phía trên này ha. Tiếp. Chưa có giờ stop loss được bởi vì nến hiện tại nè, mình đếm nè. 1, 2,
3 thì chủ thì vẫn là đáy của nến này và chưa giờ stop loss. Tiếp. Rồi, mình đếm nè. 1 2 3. Ngay tại thời điểm này mình đã thấy là có 3 nến trước nến hiện tại là có đáy. Đáy tại đây rồi thì ngay lập tức anh chị phải dời stop loss lên đáy của nến này. Đó. Chứ mình không có để thoải mái nha anh chị. Trong cái quá trình nó chưa chạm chút lời mình vẫn phải dời stop loss bởi vì có khả năng là giá đảo chiều. Đấy. Tiếp. Rồi. Ngay tại nến này thì mình thấy TP1 đã chạm. TP1 đã chạm thì mình làm chuyện gì ạ? Ngay lập tức dời stop loss lên hòa vốn luôn. Đấy, stop loss hòa vốn. Dịch lên xíu. Ok. Tiếp tục ha. Giờ được tiếp chưa ạ? Chưa được tiếp ha, bởi vì chưa có nhiều dấu hiệu, chưa có cái đáy nến mới để mình có thể dời. Bắt đầu đếm nè. 1 2 3, chưa có gì thay đổi. Stop loss vẫn giữ nguyên. Tiếp tục. 1 2 3, vẫn chưa có gì thay đổi đúng không ạ? Stop loss vẫn giữ nguyên, mình dịch lên chút xíu. Bởi vì đáy nến này mới là nến chính xác đó. Rồi, tới đây mình đâu đếm tiếp nè. Nến hiện tại bỏ ha. 1, 2, 3. Như vậy trong 3 nến này đấy, đáy nến thấp nhất chính là nến đáy của nến đen. Nhưng mà do mình thấy có nến hiện tại nó thấp hơn, cho nên mình chỉ cần dời lên đáy nến hiện tại thôi. Đấy, tiếp. Rồi, đếm tiếp ha. 1, 2, 3, chưa có gì thay đổi. Chưa có gì thay đổi luôn. Tiếp tục. 1, 2, 3, chưa có gì thay đổi. Rồi, 1, 2, 3. Rồi mình thấy tại đây là mình thấy có cái đáy nến cao hơn nè anh chị. Trong 3 nến tiếp theo mình dậy lên tiếp. Rồi, tại đây. Và cũng ngay tại thời khắc này anh chị thấy có thêm một tín hiệu xuất hiện nữa. Vì mình thấy tất cả điều kiện vẫn đang thỏa mãn và mình thấy có thêm một nến tín hiệu nữa. Chính là cái nến hiện tại luôn. Đấy, chính là nến hiện tại nè. Đó, nó chạm vào đường trung bình EM8 nhưng mà đóng cửa phía trên. Như vậy đây chính là một nến tín hiệu mới. Và tại thời điểm này cái trade trước của mình nó còn rủi ro không anh chị? Không còn rủi ro nữa, bởi vì mình đã chốt lời 50% lệnh đầu tiên và 50% lệnh thứ hai stop loss của mình ngay tại đường đen rồi. Cho nên cái trade này không còn rủi ro nữa. Về cơ bản lúc này mình không có đang rủi ro một cái phần vốn nào hết. Mình được phép vào thêm một cái lệnh luôn. Đấy, được phép vào thêm một lệnh nữa. Đếm đến nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đỉnh cao nhất là tại phía trên này. Buy stop phía trên, dừng lỗ dưới đáy nến hiện tại. Đáy nến hiện tại tại đâu? À rồi. Đấy. Như vậy đây là một cái trade tiếp theo của mình. Rồi, ok. Cái 1R, take profit 1R để phía trên này luôn. 1R nha. Rồi mình cứ dời stop loss cái lệnh trước đó thôi. 1, 2, 3, chưa có gì thay đổi. Tiếp. Đấy. 1, 2, 3. Rồi lệnh trước mình cứ dời lên trên. Lệnh trước là ngay từ đường đỏ nha anh chị. Rồi đếm nè. 1, 2, 3. Chưa có gì thay đổi. Và cái lệnh thứ hai của mình stop loss vẫn giữ nguyên nha anh chị. Vẫn giữ nguyên. Tiếp. Rồi lệnh đầu tiên. 1, 2, 3. Thì mình dời lên tới cái nến này. Lệnh thứ hai thì sao ạ? Lệnh thứ hai mình cũng phải dời lên trên nến này luôn, bởi vì đây cũng là nến thấp nhất trong 3 nến gần nhất mà. Như vậy stop loss lệnh thứ hai họ sẽ đặt nó là thêm một cái đường nằm chồng lên đây luôn. Và cho nó màu đỏ đi cho nó dễ phân biệt. Rồi, stop loss lệnh đầu tiên là đường đen, stop loss lệnh thứ hai là đường đỏ, hai cái đang nằm cùng một lúc mà anh chị thấy ha. Ok, như vậy tại thời điểm này lệnh thứ hai mình xử lý lệnh đầu tiên trước. Lệnh đầu tiên mình giờ tới đâu ạ? 1, 2, 3. Lệnh đầu tiên mình giờ tới đáy của cái nến nhỏ phía trên này. Đó. Rồi, lệnh thứ hai chốt lời rồi. Chốt lời TP1 rồi thì mình giờ stop loss tới đâu ạ? Chính xác cũng giờ lên trên hòa vốn luôn. Hòa vốn. Hòa vốn mà mình có thể giờ ngay bằng so với cái stop loss 1 luôn cũng được. Tại vì mình nó cũng có một cái đáy cao hơn trong trong cụm 3 đáy rồi. 3 nến trước rồi. Như vậy hai cái stop loss này gần như là bằng nhau luôn ha, gần như là bằng nhau. Tiếp tục. Rồi, chưa có gì thay đổi, giữ nguyên anh chị. Chưa có gì thay đổi luôn. 1, 2, 3, chưa có gì thay đổi.
Rồi bây giờ đấy có thay đổi nè. Vì sao? Vì mình đếm nè. 1 2 3 thì cái đáy này chính là đáy thấp nhất mới. Mình giờ stop loss của hai cái lên trên đáy thấp nhất mới này luôn. Tách nó ra cho anh chị dễ thấy, dễ phân biệt. Tiếp. Rồi, 1 2 3. Có sự thay đổi ha, giờ lên tiếp. Có thay đổi luôn. 1 2 3. Giờ giờ tiếp. Tới đây. Nến nó cứ chạy và mình cứ giờ stop loss lên thôi, mình đếm 3 nến, 1 2 3, đáy nào thấp nhất giờ lên tới cái đáy đó. Rồi, 1 2 3 chưa có gì thay đổi. 1 2 3 giờ lên tiếp. Một, hai, ba, giờ lên tiếp. Rồi đếm nha anh chị. Một, hai, ba, giờ lên tới đây. Đấy. Cái nguyên tắc nó chỉ như vậy thôi, là mình cứ lướt cái con sóng và nó đi tới đâu là mình lướt tới đó thôi. Đếm tiếp nè. Nếu hiện tại bỏ. Một, hai, ba. Như vậy đáy nến đen là đáy thấp nhất trong cả ba nến này, thì mình giờ lên tới đây rất là sát rồi ha, khả năng cao là sẽ chuẩn bị cán rồi đó. Đấy. Khi mà mình thấy stop loss nó rất là gần so với giá là bắt đầu mình nghĩ khả năng cao là chuẩn bị cán rồi đó. Đấy. Stop loss đầu tiên đã bị cán rồi nè anh chị. Rồi tới đây stop loss thứ hai cũng bị cán luôn và hãy nghĩ là con sóng cũng đã kết thúc rồi, con sóng đã kết thúc. Như vậy mình tính sơ sơ thử ha, tất cả những cái kèo mà chúng ta đã vào. Kèo đầu tiên kết thúc tại 1R lợi nhuận, hay 1R lợi nhuận. Kèo thứ hai nửa phần trăm, nửa vị thế kết thúc tại 1R nhưng mà nửa vị thế còn lại là kết thúc lại tới 5,66R, 5,66R, 5,67R. Kèo thứ ba nửa lệnh đầu tiên kết thúc 1R lợi nhuận nhưng mà nửa lệnh thứ hai cũng kết thúc tại một khoảng phía trên bằng trên này luôn, 2,8R. Đấy, như vậy tổng lợi nhuận của chúng ta rất là ổn chỉ trong một phiên giao dịch, trong vòng chừng từ 15 giờ 15 giờ cho tới khoảng 19 giờ, khoảng 4 giờ đồng hồ. Ok, trên đây là cái video Hoài hướng dẫn cho anh chị một cái hệ thống giao dịch lướt sóng ngắn trên khung thời gian 5 phút. Anh chị thấy video này hay để lại comment, tôi quan tâm bấm like cho cái video nha anh chị, bởi vì YouTube họ đề xuất những video có nhiều like. Bấm vào phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để tải lại cái slide của cái hệ thống giao dịch này để anh chị có thể lưu lại sau này mình xem lại ha, sau này mình xem lại. Và bấm subscribe kênh YouTube của Nhật Hoài nha. Xin chào và hẹn gặp lại.